Hôm nay mọi người đang vừa mới tới cái chỗ mà cái nhà mình thuê á. Cái nhà nó cũng lớn lắm, được 5 phòng hả em? 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm và có những cái phòng nhỏ nhỏ nữa. Rồi bây giờ nha. Cho mọi người coi nha. Ok, đây là quang cảnh. Đang sắp xếp. Hello. Bây giờ nướng này cho bò lá lốt. Bò lá lốt hả ta? Hello tỷ tỷ. Hello. Bây giờ nướng bò lá lốt nha quý vị. Để quay thịt ra nguội đi tỷ. Bỏ thịt ra miếng. Nhìn hấp dẫn quá đi. Ăn với mắm nêm phải không? Đúng rồi, mắm nêm bên kia kìa. Có vịt lộn nữa hả tỷ? Gì vậy? Nhìn giống không? Nhìn giống vịt lộn không? Đây, đồ ăn ở nhà chuẩn bị rất là ít, một đống như nè. Cái đó là đồ khô. Đồ khô, còn đây là đồ ấy, trong to là trong. Mình đâu có tính đi ăn ở ngoài, mình ăn trong nhà không mà. Mà thật sự. Mà thật sự hồi xưa mình đi chơi cũng vậy tỷ. Cũng ăn trong nhà không à. Bây giờ Lộc dẫn mọi người đi coi tour house nha. Ok. Tour house. Linh ơi! Come here! Yeah, đây con thỏ, con thỏ. Chạy rồi, chạy nó. Ở đây là giữa rừng, bởi vì có thỏ. Và buổi tối á, cái ông hồi nãy ông nói là buổi tối nó có thêm con chó sói á. Bây giờ có làm tour guide được không? Tour guide. Giới thiệu nhà đi. Xin chào quý vị. Con hỏi dẫn quý vị coi cái nhà này. Let's go. Cái bếp ha. Ủa sao có hai người sao mặc áo giống nhau quá vậy? Giống hai mẹ con đó. Ủa? Rồi, cái nào nữa? Cái này là cái bàn hả? Cái bàn ăn hả? Ở ngoài kia là cái gì? Outside garden, outside để ngồi nướng barbecue, ngồi uống cà phê. Rồi, lên lầu ha. Dắt đi vô gym room đấy con. Phòng gym room. Ok rồi. Đây là phòng gym room. Phòng này thì có tập thể dục nè. Cái này để đánh đánh bóp được á. Bên đây là máy chạy bộ. Cái xe này là của Gia Linh. Tại vì mỗi lần mà đi bỏ đồ lên chất xong rồi kéo đi cho nó gọn. Máy chạy bộ, cái máy này máy cử tạ, máy tập tạ, máy này máy tập tập bụng nè, máy tập bụng nè. Ba cũng không biết gì. Máy này, cái xe này sẽ đạp để chạy chạy đạp mà đạp tại chỗ nè. Nó có cái hệ thống này, mình có thể tăng đưa cái độ nặng nhẹ của cái xe. Đó. Rồi đây là nhìn từ đây nhìn ra ngoài. Ở trong đây thì có một cái phòng phòng tắm riêng. Nhà này tới 5 phòng tắm lận. Ở đây có máy đi bộ nữa nè. Rồi dắt lên lầu. Ở đây có cái gì? Cái game room ha. Có bàn bào đánh bóng đá banh. Đây. Chết chết cậu. Bắn một tay bắn không được. Rồi.
Nhà living room ha. Cái này là phòng khách. À, phòng sinh hoạt gia đình. Nhìn xuống dưới đường. Đó. Đẹp quá. Ồ, có supermodel ngồi vậy. Rồi. Đây cái phòng của Gia Linh. Gia Linh với là ba Lộc với Loan ở đây. À, đây ra ngoài. Balcony, yeah, lớn quá ha. Balcony lớn quá. Ồ. Oh. Hồi nãy á Linh, ba thấy con Bunny nó chạy. Over here. Do you videotape it? Yes, I do. Rồi, ok, vô. Đây. Đây là cái bồn tắm. Ở đây là cái bồn rửa mặt. Can you turn that on and lấy? À, cái bồn rửa mặt đây. Turn on and lấy cho ba đi lên. À, restroom. Làm gì trống vậy? Hả? Tắm hả? Ờ, đó. Ok. Dạ. Trời ơi. Hay vậy ta? Ok. Rồi. Để ba ra làm wifi cho ông ngoại. The crunchy things. Cái crunchy á. Nhiều. Nhiều không biết gì thì lỏ. Ba có mua này là lên chấm cái dip nè. Lên. Ờ, đang nướng hả? Đây. Theo nướng nè. Ờ. Đó, bỏ lên lớp vừa rồi ha. À. Ủa đèn này mở sáng rồi không vậy? Chỉ vậy thôi. Oh. Hello, hello ba. Sắp có đồ ăn đúng không? Sắp bụng rồi. Em bỏ TV hả? Lôi cái bụng rồi. Em mặc áo lại đi nè. Dạ, đang đứng chào lúc ngang với em mặc quá. Hả? Chào lúc ngang xuống nha. Trời ơi. Vào vô cái màn đi. Nãy anh thấy con thỏ chạy 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 chạy. Nó nói là ở đây có con sói, cho sói mà loại Coyote. Đây nó chưa gắn cửa lưới hay sao? Hay là tại vì nó kiểu nó vậy? Chứ thường bữa, thường nhà bên Mỹ là phải có cái cửa lưới. Nó có cái khung cửa lưới nè, nó có nè, mà nó không có gắn, nó chưa có gắn. Wow, có coi, wow, thịt heo nướng này. Hấp dẫn nha. Bếp bà Loan bà Hiếu nha. Đây là cái hồ Sakuji. Đây là quang cảnh của khu Temecula. Cái nhà này nghỉ ngơi nha. Yeah. Hay là sung Mỹ. Cái sung Mỹ thì sao em không biết nữa, sung Mỹ nó ăn tốt lắm. Không biết con sung Mỹ là cái nào nữa. Đây có cây chanh nè. Mình muốn uống nước đá chanh mình ra đây hái được. Trời ơi, cái chanh. Ở đây nó nắng đó. Cái bông này nó đẹp ghê em. Bông này nó đẹp quá trời. Bước ra ngoài cũng mát ghê á. Dạ. Mùa này là thường là nó nóng mà ở đây là mát quá. Có cái lò
Dạ, cái đồi, dốc đồi. Thì ở trên nó có một cái nhà, nhà khác. Xa xa rồi. Dạ. 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 Đó, hai căn thì căn bên đây nè, à, căn bên đây là họ ở, à, căn đây họ ở, thì căn đây thì họ cho thuê, đó, đây nhà của người ta đó, hai căn. À, đây là quang cảnh gia đình ngồi ăn. Đơn giản thôi, ăn toàn những cái món Việt Nam. À, đây, mắm nêm. Mấy món này nhìn... Mắm nêm. À, hấp dẫn. Rau sống, wow. Mời cả nhà, xin mời. Và món này hấp dẫn không? Rồi mình tạm ngưng 5 phút để mình ăn nha. Bye. Hello, xin kính chào quý vị. Xin Hồng Loan xin chào tất cả mọi người. À, ngày hôm nay thì cả gia đình đi chơi vacation ngày đầu tiên thì chia sẻ với quý vị chút xíu ha. Nếu như mà ngày mai mình có đi shopping outlet sẽ quay cho quý vị xem. Ngày mai gia đình định đi cái shopping ở Capazon, là nó có rất là nhiều hiệu của Ý, của Pháp, của như là của tất cả thế giới luôn. Gucci, Dolce & Gabbana, Versace, Prada, hiệu gì cũng có luôn. Nhưng mà quan trọng là không biết có mở cửa không. Ngắm không khí thôi. Bây giờ thì Hồng Loan xin phép update cái tình hình bệnh của Mỹ vào sáng sớm ngày hôm nay. Số người bệnh là 1.793.530, số người mất là 104.542 và số người được chữa khỏi là 519.569. Vậy là recover cũng được khá nhiều ha quý vị ha. Như vậy thì mình cũng cảm thấy tạm ổn ha. Trong cái tình hình này thì kinh tế nó cũng khó khăn quá. Hôm nay Hồng Loan nghe nói là khoảng 4 triệu người đã nộp đơn xin tiền thất nghiệp đó, thưa quý vị. Mặc dù nói là mở cửa nhưng mà khi mà mở cửa lại thì có nhiều nơi họ lại lay off nhân viên nhiều hơn, giống như là cái thời điểm để mà họ chọn lựa đó, nhất là những cái người làm việc mà lương mà cao đó, quý vị, thì lại càng dễ bị lay off, bị sa thải. Họ sa thải thì họ những người lương cao là họ ấy ra để mà họ chỉ mướn lại những người lương thấp thôi. Nhưng mà Hồng Loan nghĩ vấn đề quan trọng là người làm được việc chứ không phải là lương cao lương thấp, phải không? Nhiều khi họ chọn lựa, họ cứ chọn những người lương thấp trong khi mấy người đó mới làm công việc được bằng một người lương cao. Thì thà nếu mà Hồng Loan thì Hồng Loan chọn cái người lương cao để người ta làm được việc cho mình. Đúng rồi. Nhưng mà cái đó thì cũng tùy thôi. Nhưng mà Hồng Loan thấy cũng rất là nhiều công ty của những người bạn đó, họ sa thải hình như là cỡ gần như là 2/3 nhân viên. Mình thấy tình hình cũng căng ha. Vì vậy nên quý vị cũng biết, hôm trước Hồng Loan có nói quý vị là cái công ty cho mướn xe đó là hiệu Hertz, họ khai phá sản, họ bán những cái xe ra. Rồi bây giờ thêm một công ty nữa là Advantage Rent a Car, họ cũng chuẩn bị khai phá sản. Và nếu như chúng ta có cần xe thì chúng ta có thể mua lại của những công ty đó. Thường thì họ bán ra với cái giá thấp hơn thị trường khoảng 25%.
nhìn nhà cửa sao ta? Nhà cửa chắc bây giờ chắc cũng... Nhà cửa thì hiện ở khắp nơi thì Hồng Loan chưa biết sao, nhưng mà hiện tại ở California thì mình thấy cái giá nó vẫn chưa có bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà Hồng Loan nghĩ là có lẽ trong vòng 2 tháng nữa thì mình sẽ biết rõ là nó có xuống hay là không. Là bởi vì nhiều khi bây giờ người ta còn cầm cự được, rồi còn cái tiền còn xoay sở được. Nhưng mà thất nghiệp lâu quá thì bắt đầu là trả tiền nhà, tiền này, tiền kia, tiền nọ, thì gồng cái chừng 2-3 tháng nữa thôi. Mà bắt đầu tới 2-3 tháng nữa là gồng 4-5-6 tháng thì tình hình nó người sẽ căng thẳng. Người ta sẽ bung nhà, người ta sẽ không trả tiền nổi. Về nhà người ta sẽ bị kéo. Không có đóng tiền nhà 3 tháng là coi như là nhà băng nó sẽ lấy nhà lại. Hôm nay tự nhiên mình đi chơi mà mình nói chuyện không vui á. Nói chuyện vui đi. Hồi nãy ăn bò lá lớp ngon quá, lâu quá mình mới ăn món đó. Lâu lắm luôn rồi mới ăn món đó đó. Nhiều khi về Việt Nam nhiều khi mình cũng không ăn nữa, không nhớ ăn nữa. Tự nhiên hôm nay ở bên nhà ông anh á, ổng có làm cái món đó thì Hồng Loan mới đặt cái món đó để mà mình đem đi theo mình ăn thôi, chứ không phải bếp bà Loan hay là bếp bà Hiếu gì hết. Hôm nay Hồng Loan muốn nói thêm về cái vấn đề mà người đàn ông da màu mà bị chết vì bốn cái người cảnh sát ở Minnesota đó quý vị. Thì những cuộc biểu tình bây giờ nó rất là buồn, là nó trở thành những cuộc bạo động. Bạo động rồi chứ không phải là biểu tình nữa quý vị ơi. Nếu như biểu tình với một cái tinh thần là phản đối thì biểu tình trong cái sự ôn hòa đó thì mình cảm thấy mình chấp nhận được. Nhưng mà càng ngày họ càng lấn lướt. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, là có những kẻ lợi dụng vào những cái trường hợp đó để mà đập phá, bạo động, cướp bóc. Thì nó làm ảnh hưởng cả nước Mỹ. Mà mình nghĩ đi, chỉ một cái trường hợp đó mà nó gây ra biết bao nhiêu cái sự mà đổ nát ở khắp nơi. Ở Minnesota họ còn đốt đồ, đốt này đốt kia, đốt nọ đủ thứ đó. Nguy hại đến tính mạng của nhiều người khác nữa, thì điều đó cũng rất là buồn luôn. Rồi đó nè, họ đột nhập vô rồi họ cướp bóc đập phá những cái cửa hàng như là Wendy, Target, Walmart ở Minnesota, rồi họ còn đập phá cái cây đốt tiền, cái cây rút cái tiền ATM. Thì Hồng Loan nghĩ cái đó không phải là bạo động đập phá mà là họ cướp rồi. Họ muốn đập cái đó để mà họ lấy tiền. Cái điều đó thì làm cho coi như là cả nước Mỹ ngày hôm nay là rất là xôn xao về cái vấn đề đó. Hồng Loan nghĩ chắc ai cũng đã biết. Hồng Loan muốn chia sẻ với quý vị về hai cái người cảnh sát mà chúng ta thấy ở trên cái video rất là rõ ràng. Người thứ nhất là ông sĩ quan Derek Chauvin, là được xác định là người đã đè cái đầu gối lên để mà gây ra cái chết của Floyd trong video đó. Cái ông cảnh sát này 44 tuổi, ông là cựu chiến binh đã 19 năm. Thì những cái hồ sơ của ông, người ta thấy ông đã tham gia vào một số vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát trong sự nghiệp của mình. Vào năm 2008 thì ông đã bắn và làm bị thương một người. Rồi cho đến năm 2011 ông đã tới một cái căn hộ ở thành phố Minnesota. Lúc đó là lúc 2 giờ sáng thì là anh ta lại bắn một người nữa. Coi như là cái ông này ông có ông tiền sử có là cái tiền sử rất là hung hăng á, thưa quý vị. Bạo lực cái quý vị. Thì đó, cái ông đó ổng giống như bị tâm nói, thần bạo nói lực chung là tinh sau thần cái, cũng bị bạo lực á. Sau cái này là có lẽ là ổng sẽ phải lãnh một cái bản án cũng khá là nặng. Đúng rồi. Ngoài ra đó chúng ta còn thấy một nhân vật nữa là cái người đàn ông là người châu Á. Thì ông là cái người mà đứng mà gây gỗ với lại mọi người, lớn tiếng với mọi người á. Thì ổng tên là Thao Thao. Thì cái người cảnh sát mà tên Thao này nè, thì ông đó vào năm 2017 là cũng bị thư kiện về cái vấn đề mà dùng vũ lực quá mức đối với người dân. Thì trong một cái hôm có một cái anh ảnh đi bộ với lại vợ của ảnh, mà vợ ảnh đang mang thai đó, thì không biết vì cái vấn đề gì đó thì gây gỗ với nhau và ảnh đã
đánh cái người đàn ông đó và còng tay anh ta. Thì những hai cái người cảnh sát này á, là theo như là mình biết á, là họ là những cái người hơi bị bạo lực quá, có tiền sử là nói chung là hơi coi như là nóng nảy, nóng tính, nóng tính. Nhưng mà cảnh sát mà nhiều khi mà nóng tính như vậy thì vẫn dễ đưa đến mà phạm những cái điều không có tốt, phải không quý vị? Để mà đưa đến cái chết như vậy, rồi từ cái chết của người đàn ông đó mà để bây giờ giống như là bạo loạn nổi lên khắp nơi. Khắp nơi. Nhưng Đài Hồng Loan cũng thông báo đến quý vị, hôm trước mình có nói về cái anh mà Peter là sinh viên đại học của một cái trường học ở Connecticut đó, thì vào ngày hôm thứ Tư, chiều hôm thứ Tư thì anh ta đã bị cảnh sát bắt ở Pennsylvania. Cho nên tất cả chúng ta hãy yên tâm. Yên tâm rồi ha. Không còn lo lắng nữa. Cái người mà bị thần kinh mà giết người đó. Ảnh đã giết hết như cũng là hai người trong tuần vừa qua đó quý vị. Dạ, và cũng may mắn là từ cái lúc sau đó trở đi thì ảnh không có hại tới một người nào khác nữa, và ảnh đã bị cảnh sát bắt. Mà có cái điều lạ là mỗi lần mà người nào mà chở ảnh đi là ảnh không giết người đó. Anh chỉ giết người, ảnh chỉ đến nhà người nào mà ấy thì ảnh giết thôi. Còn những người nào mà chở ảnh đi là ảnh không có giết. Cũng có một chút suy nghĩ. Gì vậy Linh? Ai rồi? Nè. Rồi. Hai bé nè. Hai bé là say hi cái coi nè. Mình hello. Nè, nay Linh sướng luôn, có bạn chơi 3 ngày luôn ha. Chứ là cái gì? Cousin. Ok rồi. Cousin mà close, like close friend luôn. Mình lên. Lúc Lộc mới tới thì có quay được một cái đoạn flycam bằng máy bay, thì để Lộc để cho quý vị coi một số hình ảnh nhỏ. Hồng Loan đang ở Temecula, là ở gần cái Pechanga Casino mà trung tâm Thúy Nga thường hay tổ chức quay hình đó quý vị. Thì ngoài ra ở đây thì cũng đã tổ chức rất là nhiều chương trình ca nhạc, có rất nhiều ca nghệ sĩ. Thì cái show mà cuối cùng mà Hồng Loan đi diễn mà trước khi bị cái dịch này á, đó là cũng ở Pechanga Casino. Cái show đó vào ngày 1 tháng 3 và đã ở không cho tới bây giờ. 1 tháng 3. Đó là cái show cuối cùng á. Rất là cảm ơn quý vị hôm nay đã cùng chia sẻ với Loan với Lộc ha. Và Hồng Loan với lại Lộc cũng muốn chia sẻ đến quý vị nhiều hơn những cái sinh hoạt chung của gia đình trong những ngày mà đi vacation như thế này. Thì mong là quý vị sẽ ủng hộ. Ở đây chỉ là giống như mình chia sẻ thôi, chứ mình không có muốn giống như chia sẻ những cái gì niềm vui nho nhỏ trong gia đình. Thì tại vì bị gò bó mấy tháng trời nên bây giờ mình đi được chưa đi chơi đó, mình muốn chia sẻ nói vui này thôi, chứ không có gì khác hơn. Hy vọng là quý vị xem cả nhà đi relax thì quý vị cũng sẽ cảm thấy relax. Và hiện giờ thì chắc cũng có nhiều người đã đi ra ngoài rồi, cũng đã đi làm lại rồi. Và Hồng Loan mong là chúng ta tất cả đều có nhiều sức khỏe và giữ an toàn cho sức khỏe của mình và cho gia đình mình nha quý vị nha. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Bye. Cái bên chỗ cũ.